Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm qua lên tiếng bảo vệ chính sách nợ công của nước này Phát biểu của ông Bruno được đưa ra sau khi cơ quan xếp hạng S&P Global Rating của Mỹ hạ mức xếp hạng tín nhiệm của nền kinh tế Pháp. Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Parisien của Pháp, ông Bruno cho biết nợ công của Pháp tăng thời gian gần đây là do chính sách hướng tới việc bảo vệ nền kinh tế và người dân cả trong và sau đại dịch COVID-19, cũng như cơn bão giá trên phạm vi toàn cầu. Trước việc giới phân tích cho rằng, việc bị S&P hạ mức xếp hạng tín nhiệm có thể khiến nền kinh tế kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Ông Juno cho rằng tác động là không đáng kể. Ông nhấn mạnh, việc hạ mức tín nhiệm sẽ không ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân Pháp. Trước đó, ngày 31 tháng 5, S&P đã lần đầu tiên kể từ năm 2013 hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Pháp từ AA xuống còn AA trừ. Viện dẫn dự báo nợ công của Pháp sẽ tăng lên khoảng 112%. Tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2027 từ mức khoảng 109% của năm ngoái. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 12 2020, Vương quốc Anh chính thức rời khỏi liên minh cho EU, sự kiện được gọi là Brexit. Sau gần 4 năm, nhiều tổ chức và giới phân tích cho rằng Brexit đã để lại những hậu quả đáng kể cho nền kinh tế Anh. Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế có trụ sở tại London nhận định Brexit khiến GDP của Anh giảm 2 đến 3% do thương mại giảm. Văn phòng trách nhiệm ngân sách Anh cũng cho biết, tỷ trọng thương mại với EU trong nền kinh tế của Anh đã giảm đáng kể và hiện ở mức thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế tiên tiến khác. Giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học King College London, Jonathan Porter, cho rằng tác động trực tiếp và rõ nhất của Brexit là tạo ra các rào cản thương mại đáng kể giữa Anh và EU. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Công nghiệp Năng lượng Hàn Quốc hôm qua công bố dữ liệu cho thấy, xuất khẩu của nước này tăng trong tháng 5, chủ yếu nhờ vào xuất khẩu chip tăng. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Công nghiệp, năng lượng Hàn Quốc xuất khẩu tháng 5 đã tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 58,1 tỷ đô la Mỹ. Tính theo ngành xuất khẩu chip tăng vọt 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 11,38 tỷ đô la Mỹ, duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng liên tiếp. Bộ trưởng Andrew Kyun khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Trong khi xuất khẩu tăng, nhập khẩu trong tháng 5 của Hàn Quốc giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 53,1 tỷ đô la Mỹ, dẫn đến thặng dư thương mại giảm còn 4,96 tỷ đô la Mỹ. Mùa tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học 2025 ở Nhật Bản chính thức bắt đầu hôm qua. Tuy nhiên, do thiếu lao động nên lịch tuyển dụng thực ra đã được các công ty đẩy lên sớm hơn và gần 80% sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2025 đã nhận được lời mời làm việc. Nhật Bản đang trong tình trạng thiếu lao động. Theo Recruit, công ty tuyển dụng nhân sự có trụ sở tại Tokyo, chỉ có 36,1% công ty có thể tuyển dụng số sinh viên tốt nghiệp năm 2024 theo kế hoạch, con số thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu năm 2012. Nhằm thay đổi thực trạng này, mùa tuyển dụng năm nay sẽ được đẩy lên sớm hơn. Kết quả là theo khảo sát của Recruit, tính đến ngày 15 tháng 5 đã có 78,1% sinh viên tốt nghiệp năm 2025 nhận được lời mời làm việc, tăng 6% so với năm ngoái. Theo Tri Vui, trong bối cảnh nhân lực đang ngày càng trở nên khan hiếm, các công ty đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt và cả những sinh viên không được tuyển dụng trong mùa này và những người từ chối lời đề nghị tuyển dụng. Giá chức hãng hàng không Delta Airlines hôm qua báo sẽ đạt doanh thu kỷ lục trong quý 2 vì nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng, đặc biệt là trên các tuyến quốc tế. Delta Airlines có trụ sở ở thành phố Atlanta, bang Georgia, nước Mỹ. Dự kiến doanh thu quý 2 năm nay sẽ cao kỷ lục, chủ yếu là nhờ nhu cầu du lịch tăng cao trong mùa xuân và mùa hè giám đốc điều hành s bastian nói với các báo giới rằng hoạt động của mùa hè đang diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu khá cao ông bastian cho biết thêm nhu cầu báo chí đang tăng nhanh hơn so với trong nước và delta có vị trí rất tốt để tận dụng lợi thế đó với các đối tác của mình chủ tịch delta Glenn house Einstein cũng nhận định hãng nhận thấy mức tăng liên tục trong suốt mùa xuân đến đầu mùa hè hoạt động kinh doanh quốc tế khá mạnh mẽ theo báo cáo của Delta, nhu cầu đặc biệt tăng trong mảng du lịch cao cấp đã mang lại lợi ích cho các hãng vận chuyển như Delta. Thưa quý vị, phiên cuối tháng 5, các chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều tăng điểm. Trong đó, Dow Jones ghi nhận mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11-2023. Các mức tăng trong phiên này đã góp phần đưa cả hai chỉ số tăng mạnh trong tháng 5. Ở phiên cuối tháng, hầu hết các lĩnh vực chính của S&P 500 đều chốt ở mức cao hơn, trong đó lĩnh vực năng lượng tăng tới 2,5%, đã giúp chỉ số này tăng 0,8%. Cùng phiên chỉ số Dow Jones tăng 1,51%, các mức tăng này đã giúp S&P 500 và Dow Jones tăng lần lượt 4,8% và 2,4% trong tháng 5. Mặc dù phiên cuối tháng 5 chỉ số Nasdaq giảm 0,01%, nhưng tính chung cả tháng, chỉ số này tăng tới 6,9%. Ông Ju Saluzi, đồng sáng lập Kim giám đốc của Equity Trading ở New Jersey cho biết, chúng tôi chắc chắn đã thấy khối lượng giao dịch tăng đột biến trong phiên cuối tháng. Phiên cuối tháng, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ đạt tổng cộng 14,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức trung bình của 20 phiên trước đó là 12,56 tỷ cổ phiếu. Nhiều nhà giao dịch cho biết họ quan tâm đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân BCE tháng 4 của Mỹ. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, so với tháng 3, BCE tháng 4 của nước này tăng 0,3%, còn so với cùng kỳ năm trước, BCE tháng 4 tăng 2,7%. Bà Caron Leitch, Giám đốc Đầu tư tại Văn phòng Gia đình BMO ở Minneapolis cho biết, mọi người hài lòng vì BCE không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng thực ra trong thâm tâm họ tiếp tục tỏ ra hơi căng thẳng. Cùng chung mối bận tâm với bà Caron, nhưng ông Eric Lin, giám đốc điều hành và là cố vấn đầu tư tại CIBC US của Mỹ cho biết, Chúng ta vẫn đang mắc kẹt ở mức cao trong nhiều tháng rồi. Chỉ số PCM và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép quan tâm nhiều trong tháng 4 vẫn tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này dù giảm khoảng 0,2% so với tháng trước nhưng không đủ để phép thực sự thay đổi chiến thuật của mình. Các nhà giao dịch sở hữu những cổ phiếu gắn liền với chính sách lãi suất của Fed đã tăng tỷ lệ cược lên mức gần 50% rằng cơ quan này sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 năm nay. Các nhà giao dịch cũng tăng tỷ lệ cược cho việc phép hạ lãi suất lần thứ hai vào tháng 12 lên cùng xác suất. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng đã tăng 1,8% trong tháng 5. Đáng chú ý, phiên 20 tháng 5 giá kim loại quý này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, gần 2.450 đô la Mỹ một ao. Trong khi đó, dầu thô Mỹ WTI ghi nhận tháng giảm giá mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2023 với mức giảm 6%. Dầu ren trên thị trường Luân Đôn Anh cũng giảm 7,1% trong tháng 5. Trên thị trường nông sản, những nước mua lúa mì ở châu Á, châu Phi và Trung Đông vốn chiếm 2 phần 3 tổng lượng nhập khẩu lương thực toàn cầu đang gặp tình trạng nguồn cung khan hiếm khiến giá lúa mì tăng 30% kể từ tháng 4. Giá chào bán lúa mì biển đen vụ mới giao kỳ hạn tháng 7 năm 2024 tại châu Á đã tăng từ 250 đô la Mỹ một tấn vào đầu tháng 4 lên khoảng 300 đô la Mỹ một tấn đã bao gồm chi phí và cước vận chuyển. Tại Ai Cập, giá lúa mì Nga với hàm lượng protein 12,5% đang được chào bán ở mức 13.000 bảng Ai Cập, tương đương 275,89 đô la Mỹ mỗi tấn, tăng so với khoảng 11.500 bảng Ai Cập một tháng trước đó. Giá lúa mì tăng chủ yếu do thời tiết bất lợi đã khiến năng suất lúa mì ở Nga và Liên minh châu Âu giảm. Hội đồng ngũ cốc quốc tế tuần trước đã hạ dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2024-2025 thêm 3 triệu tấn, xuống còn 795 triệu tấn. Thưa quý vị, các nhà phân tích dự báo lĩnh vực hàng không của châu Phi sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và dự kiến sẽ vượt qua mức trước đại dịch trong năm nay. Nắm bắt xu hướng này, hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho việc mở văn phòng quy mô lớn tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với mục tiêu tăng thị phần trong khu vực. Boeing đã hợp tác với ngành công nghiệp hàng không của châu Phi trong nhiều thập kỷ và ước tính khoảng 70% máy bay thương mại ở lục địa này được sản xuất bởi gã khổng lồ hàng không có trụ sở tại Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, hãng chưa có văn phòng quy mô lớn nào ở châu Phi. Để lắp đầy khoảng trống này, hãng đang có kế hoạch mở một văn phòng lớn tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Trước động thái của Boeing, ông Jonathan Menki, một chuyên gia hàng không Ethiopia nhận định, có thể là để thiết lập những mối quan hệ mới hoặc nâng cấp những mối quan hệ hiện có lên một tầm cao hơn. Văn phòng lớn và giám đốc điều hành sẽ làm việc với các bên liên quan, giới chức chính phủ, các hãng hàng không trước đó nhiều người suy đoán văn phòng quy mô lớn ở châu phi của boeing có thể được đặt tại nam phi hoặc kenya những người trong ngành tin rằng boeing có nhiều lý do để đưa ra quyết định chọn ethiopia ông henot negoshi giám đốc điều hành hãng tư vấn hàng không esrotest aviation của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cho biết Addis Ababa là ngôi nhà dành cho những hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất ở Châu Phi. Ethiopian Airlines không chỉ là hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất mà còn có gần 150 máy bay mới. Mà bạn biết đấy, máy bay mới của Ethiopia chủ yếu mua của Boeing. Trong cùng thời điểm Boeing cũng hợp tác với các nhà sản xuất linh kiện chẳng hạn như Sky, Techno Ethiopian. Việc Boeing đặt trụ sở chính của họ ở Addis Ababa là điều hợp lý. Bằng cách mở rộng sang châu Phi, Boeing được cho là sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không ở châu lục này. Động thái này cũng có khả năng thúc đẩy nhiều nhà sản xuất, nối bước Boeing. Chuyên gia hàng không Menki cho biết, Boeing đưa ra ví dụ rằng cần có văn phòng riêng ở châu Phi, ít nhất thì văn phòng đó sẽ giúp hãng hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia châu Phi. Với lợi ích như vậy, tôi hy vọng rằng không chỉ Airbus hay các nhà sản xuất máy bay khác, mà cả những bên liên quan trong ngành sản xuất hàng không và vũ trụ cũng sẽ theo bước Boeing và sẽ bắt đầu coi châu Phi là một mục tiêu cụ thể và đặc biệt đối với họ. Boeing dự đoán các hãng hàng không châu Phi sẽ cần hơn 1.000 máy bay phản lực mới trong vòng 20 năm tới, với 80% số máy bay này phục vụ cho mục đích mở rộng đội bay hiện có quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại